Xin chào tất cả các bạn, đây là Dr. Pleasure và hôm nay là bản tin ngày 3 tháng 10 năm 2018. Bản tin có những tin chính sau đây. Bé gái 3 tuổi ngạt thở vì nút phải chìa khóa quần. Hệ thống robot lấy máu xét nghiệm tự động. Và bệnh viện ngừng chữa vô sinh vì thiếu người hiến tinh trùng. Một bé gái 3 tuổi ngạt thở vì nút phải chìa khóa quần. Bé gái được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng ho, nôn, khó thở, đau nhiều vùng cổ. Bé gái chơi chìa khóa quần rồi vô tình nuốt luôn. Bé nôn ọe nhưng không tống được dị vật ra ngoài. Kết quả chụp X quang phát hiện có dị vật kích thước khoảng 12x15mm nằm ngang lòng thực quản. Bằng phương pháp nội soi ống mềm thực quản và các dụng cụ hỗ trợ kết hợp với gây mê đặt nội khí quản tại chỗ, các bác sĩ đã gấp thành công dị vật ra ngoài. Sức khỏe của bé đã ổn định. Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Đức cho biết, mắc dị vật thực quản là một tình trạng cấp cứu thường gặp và nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Nếu không lấy dị vật kịp thời có thể gây thủng thực quản, áp xe thành thực quản và trung thất, thậm chí thủng ruột non. Nghiêm trọng hơn, dị vật đi vào đường thở có thể gây ngừng thở, ngừng tim. Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần tránh cho trẻ chơi các đồ vật nhỏ, vì trẻ hay có thói quen cho vào miệng và nuốt. Khi có dấu hiệu nghi mắc dị vật thực quản, cần đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và xử trí, tránh để lại những biến chứng nguy hiểm. Bản tin thứ hai đó là hệ thống robot lấy máu tự động, lấy máu xét nghiệm tự động. Hệ thống gồm robot hướng dẫn lấy máu, mô đun xử lý mẫu và máy phân tích máu cung cấp kết quả chính xác cao và nhanh chóng, theo RT. Các nghiên cứu trường đại học Rutgers, Mỹ đã tạo ra một thiết bị đo và kiểm tra máu tự động giúp hạn chế các sai sót trong quá trình lấy mẫu máu xét nghiệm ở con người và cải thiện quy trình làm việc tại các bệnh viện. Nghiên cứu mô tả thiết bị đã được công bố trực tuyến trên tạp chí Technology. Thiết bị bao gồm một robot hướng dẫn bằng hình ảnh để lấy mẫu máu từ tĩnh mạch, một mô đun xử lý mẫu và một máy phân tích máu dựa trên máy ly tâm. Thiết bị cung cấp kết quả chính xác cao từ thử nghiệm tế bào máu trắng, sử dụng chất lỏng giống như máu tăng vọt với các vi sinh vật huỳnh quang. Cuộc thử nghiệm sử dụng vũ khí nhân tạo với các ống nhựa làm mạch máu. Thiết bị có thể cung cấp kết quả thử nghiệm nhanh chóng tại giường hoặc trong xe cứu thương, phòng cấp cứu, phòng khám và văn phòng bác sĩ. Bệnh nhân sẽ bắt đầu bằng cách đặt cánh tay của mình bên dưới tĩnh mạch robot. Sau đó nó sẽ tiến hành lấy máu từ tĩnh mạch, chuyển mẫu vào máy ly tâm. Từ đó máu được tách ra để phân tích bằng máy thông qua một nền tảng bị lỏng. Max MacArthur, tiến sĩ về kỹ thuật y sinh trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, đây là hệ thống tĩnh mạch robot. Đây, mình có tạo nó rất là phức tạp. Và theo ông MacArthur cho biết thêm, khi thiết kế hệ thống, trung tâm của nhóm là tạo ra một thiết bị, trọng tâm của nhóm là tạo ra một thiết bị mô đun và mở rộng. Với kỹ thuật phân tích và thiết kế chip tương đối đơn giản, thiết bị có thể mở rộng để kết hợp một bảng kiểm tra rộng hơn trong tương lai. Xét nghiệm máu, chẩn đoán là thủ tục lâm sàng được thực hiện nhiều nhất trên thế giới, ảnh hưởng đến hầu hết các quyết định y tế được thực hiện trong các bệnh viện và phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của việc lấy mẫu máu theo cách thủ công phụ thuộc vào kỹ năng của bác sĩ và sinh lý của bệnh nhân. Đấy. Tôi nghĩ cứ theo cái đà này thì sẽ không còn bác sĩ hay y sĩ làm việc nữa, bởi vì máy móc đã làm hết rồi. Từ việc lấy mẫu xét nghiệm cho đến chẩn đoán, tất cả mọi thứ đều đã được chẩn đoán, tất cả mọi thứ đều đã được làm theo một quy trình của robot, một quy trình tự động, rất đáng quan ngại đấy. Và tin thứ ba là bệnh viện ngừng chữa vô sinh vì thiếu người hiến tinh trùng. Oh, may quá. Đây là ở Nhật Bản chứ không phải ở Việt Nam. Chứ tôi nghĩ các thanh niên ở Việt Nam thì dư sức. Ok, bệnh viện Đại học Keio ở Nhật Bản phải dừng điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng vì không có người hiến tinh trùng.
Các bác sĩ hiện bác sĩ tại bệnh viện trường đại học Keio ở thành phố Tokyo cho biết những người đàn ông đã dừng hiến tặng tinh trùng do lo ngại chính phủ Nhật Bản cho phép trẻ em có quyền gặp bố đẻ của chúng. Theo Japan Today, bệnh viện đại học Keio đã ngừng nhận điều trị cho các cặp đôi điều trị vô sinh bằng nguồn tinh trùng hiến tặng. Bác sĩ khoa sản Maromaru Tanaka cho biết riêng cặp đôi có người chồng vô sinh, người vợ sẽ được thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng từ một người hiến tặng giấu tên. Và nếu bạn không nhận quyền trẻ em sinh ra từ tinh trùng hiến tặng cho phép gặp bố mẹ đẻ của chúng, sẽ có thể dẫn đến nhiều trường hợp một đứa trẻ sẽ có hai người cha, bác sĩ Tanaka nói. Bệnh viện này đã điều trị vô sinh từ năm 1948, thực hiện thụ tinh nhân tạo khoảng 1.500 ca mỗi năm. Bệnh viện dự kiến sẽ họp các chuyên gia để đưa ra giải pháp tốt nhất giúp người hiến tinh trùng được an toàn, bảo mật. Ok, đây là ba bản tin mà tôi lọc được trong ngày hôm nay, bản tin mới nhất. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Và ngày mai tôi sẽ quay trở lại. Xin chào và hẹn gặp lại.